Vệ sinh môi trường là một trong ba tiêu chí còn lại mà thôn Bản Mạ 1, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành trong năm nay để được công nhận là thôn nông thôn mới. Từ đó nhiều giải pháp được thôn triển khai. Những buổi vệ sinh đường trục thôn ngõ xóm của người dân thôn Bản Mạ 1 đang dần đi vào nề nếp và thường xuyên hơn. Đây là việc trước đây chưa từng có ở thôn. Đầu tiên là mỗi hộ gia đình là phải tự nhận thức để giữ gìn vệ sinh, vứt rác nó phải đúng nơi quy định và có ý thức tích cực tham gia các hoạt động phong trào phát đường xây dựng nông thôn mới. Với gần 100% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, để tạo sự thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường, chi bộ thôn tổ chức họp bàn thống nhất đưa ra giải pháp lãnh chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Trong đó lấy vai trò nòng cốt gương mẫu đi đầu của 20 đảng viên trong chi bộ để lan tỏa. Chi bộ cũng đã có cái nghị quyết cụ thể để cho nó từng phân công từng đảng viên trong chi bộ để nắm những tình hình từ những cái hộ dân ở trong cái thôn bản. Đây thì nữa là cùng với những các hộ dân đó để cùng nhau thực hiện những cái tiêu chí mà những cái hộ dân đó là phải làm. Thì chúng tôi cũng phối hợp với ban ngành đoàn thể, với hội chính trị, với bí thư chi bộ giao quyền thì là cố gắng để vận động bà con thì về phần về ví dụ vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm sạch sẽ, cũng vận động cho bà con là phối hợp cùng nhau dọn dẹp đường làng ngõ xóm. Cái thứ hai nữa về nhà cửa ngăn nắp. Cùng với giữ gìn vệ sinh môi trường chung, việc nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường cũng đang lan tỏa trong mỗi hộ gia đình thông qua nhiều hoạt động như đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi, xây dựng vườn rau xanh sạch an toàn, làm đẹp không gian sống. Thành công của thôn Bản Mạ 1 sẽ góp phần lan tỏa để các thôn khác trên địa bàn xã Thượng Hà học và làm theo, góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.